chào quý vị và các bạn. Quý vị đang cùng đến với bản tin dự báo thời tiết của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu. Dự báo đêm nay ngày mùng 2 tháng 2 và ngày mai ngày mùng 3 tháng 2, thời tiết toàn tỉnh Lai Châu mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày hửng nắng, trời rét, vùng núi cao rét đậm rét hại, nhiệt độ phổ biến là từ 11 đến 22 độ và ở vùng núi cao là từ 9 đến 15 độ. Thưa quý vị và các bạn, với nền nhiệt đã tăng từ 2 đến 3 độ so với ngày mùng 1 Tết, một số nơi còn hửng nắng, rất thích hợp để quý vị đi chúc Tết và thăm thân họ hàng. Đây cũng là một thói quen của mọi nhà. Vui xuân không quên nhiệm vụ, đặc biệt là trong thời điểm dịch bệnh đang phức tạp như hiện nay. Sau đây sẽ là một số khuyến cáo khi đến chúc Tết, thăm thân họ hàng. Khi nói chuyện phải mang khẩu trang, ngồi xa và giữ khoảng cách, hạn chế bắt tay, ôm ấp và chào hỏi. Thêm vào đó thì theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới, khi có khách đến thăm gia đình nên tiếp khách ở nơi có môi trường thông thoáng. Sau khi khách về, lau chùi khử khuẩn các khu vực khách có tiếp xúc. Chúc quý vị đón Tết vui vẻ, tiết kiệm, luôn thực hiện nghiêm túc thông điệp 5K. Bây giờ là dự báo chi tiết các khu vực trong tỉnh. Dự báo thời tiết ngày 3 tháng 2. Thành phố Lai Châu nhiều mây, không mưa, trưa chiều trời nắng, trời rét đậm rét hại, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 9 đến 17 độ, độ ẩm từ 80 đến 98%. Mường Tè nhiều mây, không mưa, trưa chiều trời nắng, trời rét đậm rét hại, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 13 đến 24 độ, độ ẩm từ 60 đến 95%. Sìn Hồ nhiều mây, không mưa, trưa chiều trời nắng, trời rét đậm rét hại, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 7 đến 14 độ, độ ẩm từ 80 đến 95%. Than Uyên nhiều mây, không mưa, trưa chiều trời nắng, trời rét đậm rét hại, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 10 đến 19 độ, độ ẩm từ 70 đến 95%. Nậm Nhùn nhiều mây, không mưa, trưa chiều trời nắng, trời rét đậm rét hại, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 13 đến 21 độ, độ ẩm từ 70 đến 95%. Tam Đường nhiều mây, không mưa, trưa chiều trời nắng, trời rét đậm rét hại, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 10 đến 19 độ, độ ẩm từ 75 đến 95%. Tân Uyên nhiều mây, không mưa, trưa chiều trời nắng, trời rét đậm rét hại, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 10 đến 19 độ, độ ẩm từ 75 đến 95%. Phong Thổ nhiều mây, không mưa, trưa chiều trời nắng, trời rét đậm rét hại, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 13 đến 21 độ, độ ẩm từ 70 đến 95%.